Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn, chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ hai, ngày 20 tháng 12 năm 2021 và theo Âm lịch. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày nhâm dần, tháng canh tý, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Bảo Khoang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày nhâm dần, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, kim bạch kim, kỵ tuổi, bính thân, canh thân, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục, xung với thân, hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh thân, bính thân, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm ngọ, bính ngọa giáp thân giáp dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày của các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc sao Thiên Phú tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ khai trương mở kho nhập kho an táng sao Thiên Quý tốt mọi việc sao Thiên Mã tốt cho việc xuất hành giao dịch mua bán ký kết cầu tài lộc sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài lộc khai trương giao dịch sao phúc sinh tốt mọi việc sao dịch mã tốt mọi việc nhất là xuất hành về sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự sao hoang vu xấu mọi việc sao hoàng sa xấu đối với xuất hành sao bạch hổ kỵ về an táng sao quả tú xấu đối với cưới hỏi và ngày hôm nay là ngày sát chủ xấu mọi việc Đặc biệt là ngày 17 tháng 11 năm 2021, hôm nay là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm những công việc trọng đại trong ngày hôm nay, bất kể là đối với tuổi nào. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ thần hướng chính nam, Tài thần hướng chính tây và sau đây mà các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là vận động là vô cùng quan trọng với bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay. Khi tâm trạng của bạn không được tốt cho lắm là do bởi ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh. Và với bạn tuổi Tý, hãy cho mình cơ hội được tham gia các hoạt động vận động thể dục thể thao. Nhờ thế mà tinh thần của bạn sẽ có thêm nhiều sức mạnh giúp cho bạn vượt qua được mọi thử thách lẫn những nhân vật mà bạn cảm thấy khó nhằn trong ngày hôm nay. Và ngày này với ba tuổi tí, bạn nên sắp xếp công việc ưu tiên lên những kế hoạch gặp gỡ bạn bè hoặc là đi du lịch cùng người thân với những trải nghiệm mới sẽ mang tới cho bạn có được nguồn năng lượng dồi dào và thoải mái nhất có thể. Ngày này, ba tuổi tí lại đang gặp được ngày của thủy mộc tương sinh. Cái điều này cũng rất tốt cho việc cải thiện mối quan hệ mà bạn đang có, cho thấy gia đình đóng vai trò quan trọng với bạn trong ngày hôm nay và đây cũng là cơ hội để cho bạn bù đắp lại cho người thân yêu trong gia đình của mình. Sau khoảng thời gian bận rộn vừa qua, bạn cũng đừng quên hãy chia sẻ với người yêu thương mình những phút giây tình cảm nữa bạn tuổi tí nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đừng cố biện minh cho những lời nói dối của mình tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy tình cảm đôi lứa có được sự hài hòa vui vẻ cười nói nhiều hơn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa với những suy tư ở trong lòng khiến cho bạn trở nên lạnh lùng Từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đừng đoán mò vì bạn rất dễ đoán sai tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc ngày nên dành cho việc nghỉ ngơi nhiều hơn Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 31, số 89, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân. từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Sửu chua chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu đang có được báo hiệu trải qua một ngày với nhiều nguồn cảm hứng tích cực khi bạn đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ gửi tới bạn tuổi Sửu có được sức mạnh cho bạn thêm hứng khởi để có thể theo đuổi những kế hoạch của riêng mình trong ngày hôm nay và bạn tuổi Sửu hãy cố gắng thể hiện mình và độc lập trên con đường mà mình đã lựa chọn, bạn cũng cần phải tự tin vì bạn là con giáp giàu có, có tiền mà chẳng để cho người khác biết nữa. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc làm cho bạn đang có điểm báo cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi và trong ngày này với bạn tuổi Sửu nên sắp xếp công việc để được nghỉ ngơi sớm, thư giãn một chút để cho bản thân mình được thả lỏng, bạn sẽ thấy một ngày trôi qua dễ chịu hơn. Xem từ vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Tân Sửu, ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ trăm sự đều kỵ. Vì vậy với bạn tuổi Sửu không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay như thế là cưới gã, xây cất về nhà cửa, xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng quan trọng để tránh những rủi ro xảy ra với mình bạn tuổi Sửu nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy hãy nói rõ mong muốn của bạn một cách cụ thể tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ tránh sự hiểu nhầm đáng tiếc khiến cho bạn mất bạn tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc không nên tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 40, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi giàu. từ vi tuổi dần thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày của thiên tài chiếu mệnh cái điều này mang tới cho bạn có được nhiều vận may về tiền bạc nhờ đó mà bạn tuổi dần có một số kế hoạch dự định của bạn trở thành hiện thực với bạn tuổi dần nên lắng nghe những lời khuyên của những người có kinh nghiệm vì chúng rất đáng giá, tiết kiệm cho bạn được một khoản tiền lớn trong từng quyết định của mình trong ngày hôm nay nữa đó bạn tuổi dần nhé. Và ngày này với bạn tuổi dần có thể sẽ gặp phải những áp lực không hề nhỏ khi ở bên những người mà bạn nghĩ rằng có năng lực hơn mình. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà ứng xử kém vui vẻ, hãy tự tin lên, mọi người có một lợi thế nhất định. Vậy thì bạn cần phải mạnh dạn hơn để thể hiện bản thân mình bạn tuổi dần nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, tình cảm không có gì có thể đong đếm được với bạn tuổi dần đang cảm thấy hạnh phúc khi tìm được định mệnh của đời mình dễ dàng đến thế. Nhưng bạn cũng cần phải bình tĩnh, đừng có để cho sự bốc đồng, đốt cháy giai đoạn tìm hiểu tình cảm của đôi bên bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh hỏa hãy đơn giản hóa lại mọi việc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa bạn đang tìm kiếm thứ không phù hợp với mình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc hãy học và thử thói quen mới xem sao tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim bạn xứng đáng có được hạnh phúc về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình tán 5 sao, con số may mắn số 22, số 75, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn. Từ vi tuổi mão thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp được ngày của tam hội phù trợ cái điều này khuyến khích bạn tuổi mão là nên quan tâm nhiều hơn tới những người xung quanh lắng nghe họ chính là cách để cho bạn có thêm được những cơ hội mới cho riêng mình và hãy nhân cơ hội này với ba tuổi mão có thể khám phá nhiều hơn về những người mà bạn vốn xa lạ nữa Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mão đang có được cảm giác giàu có vì bạn có được nguồn tiền vừa đổ về tài khoản của mình. Tuy nhiên, số tiền đó không hoàn toàn là của bạn. Do đó, bạn phải biết chi tiêu, cẩn trọng, tránh hoang phí, dành một số tiền đó cho việc tiết kiệm nữa bạn tuổi mão nhé. Và ngày này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc khí vượng cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề tốt tới vấn đề sức khỏe của bạn mệnh nhất là đối với những ai đang có bệnh nền sẵn, bạn nên nghiêm túc thực hiện việc uống thuốc theo đơn trị giận của bác sĩ cũng như là yêu cầu để cải thiện về tình trạng hiện tại. Ai thường xuyên thức khuya thì nên sắp xếp lại cuộc sống của mình để đi ngủ sớm, ăn uống đúng giờ giấc, có như thế mới đủ khả năng tăng sức đề kháng cho cơ thể của mình được nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy nên có kế hoạch thực hiện công việc sao cho phù hợp, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa mối quan hệ rộng mở giúp ích cho tương lai của bạn, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ hãy tin tưởng vào quyết định của mình trong ngày hôm nay, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc rất biết cách kiếm ra tiền nhờ vào năng lực của bản thân, tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim nhận được sự tin tưởng của mọi người và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 11 số 93 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu đen màu tím quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Hợi Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang có được báo hiệu hãy tạm gác lại các nhu cầu cá nhân ngày hôm nay và bạn nên dành thời gian để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người luôn luôn yêu quý bạn và bạn cũng yêu quý họ. Sự sẻ chia sẽ giúp cho bạn có được một ngày vô cùng ý nghĩa với sự trợ giúp của tam hội phù trợ và trong ngày thứ hai này với bạn tử thìn với những thông tin giá trị mà bạn nhận được nhờ có được sự hỗ trợ của thiên ấn chiếu mệnh thì tại sao bạn không dành cho mình một ngày với nhiều kỷ niệm thật đẹp thật vui vẻ bên những người thân yêu của mình chỉ đơn giản là đừng làm gì thái quá là được và bạn hãy cố gắng để có được một ngày thật sôi động nữa bạn tử thìn nhé Ngày này với bà Tử Thìn lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc, cái điều này nhắc nhở bản mệnh, cần phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân, bạn đang quá lơ là và không ăn uống đúng giờ giấc, thậm chí thường xuyên làm việc quá sức và đã đến lúc bạn cần phải chấn chỉnh lại thái độ của mình nữa rồi nhé. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa hãy giữ gìn về sức khỏe không nên làm việc quá sức tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc đừng ép bản thân mình phải giống bất cứ ai tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tránh nói những điều bạn không chắc chắn tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hãy thử cho ai đó cơ hội và tin tưởng họa xem sao về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 72, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần than tỵ hợi làm cho bạn đang cuốn điểm báo hình hại vô ơn và đây là lời nhắc nhở để cho bạn tuổi Tỵ nhớ rằng nếu có giúp ai đó thì hãy giúp một cách vô tư nhất có thể và không cần đến sự báo đáp với bà tuổi tỵ sẽ cảm thấy thất vọng nếu như mong cầu rằng lòng tốt của mình được người ta đáp lại ngay lập tức nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ bước đi lùi nào đó mà bạn tuổi tỵ trải nghiệm trong ngày hôm nay sẽ khiến cho bạn có chút thất vọng, buồn chán với sự tác động của thiên quan chiếu mệnh khiến cho bạn đang có những suy nghĩ tiêu cực hơn. Tuy nhiên, bạn đừng quên rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do nhất định của nó. Vì vậy, bạn tuổi tỵ hãy thật chậm rãi thôi để có thể hiểu được những tình thế mà bạn đang bị đặt vào và tìm hướng giải quyết chúng xem tử vi cũng cho thấy ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày của họa mộc tương sinh thay vì bận rộn với công việc thì ngày này bạn nên sắp xếp công việc và dành thời gian cho những người thân trong gia đình của mình sau những ngày bận rộn thì đây là ngày mong muốn của bạn là được nghỉ ngơi thư giãn một chút cùng với những người thân bạn có thể tự thiết kế một chuyến du lịch ngắn ngày để được thả mình vào thiên nhiên bạn tuổi tỵ nhé về từ vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người, từ vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, gây chuyện thị phi, từ vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc có bản lĩnh đương đầu với những khó khăn, thử thách, từ vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, từ vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy nên lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 69, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Hợi. Từ với tuổi ngọ thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ, cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi đẹp hơn. Với bà tuổi ngọa, bạn có thể dụng cảm nối lời yêu với người mà bạn thầm thương trộm nhớ. Với những ai đang có được đối tượng phù hợp, thì nên bật đèn xanh cho đối tượng ấy để họa hiệu nội lòng của mình. Những cặp đôi đang yêu cũng có thể bàn tính tới việc kết hôn trăm năm trong ngày hôm nay nữa. Và ngày này với bà tứ ngọ, sự kết hợp của sự lạc quan và một chút thận trọng theo tỷ lệ phù hợp với sự điều chỉnh của chính quan chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn tứ ngọ có được một ngày hiệu quả hơn rất nhiều so với bạn nghĩ và bạn cũng cần phải cố gắng để có thể có được trải nghiệm trong ngày hôm nay với tinh thần tích cực nhất có thể nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bà Tứ Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên nỗ lực để mang đến cho những người yêu thương có được những phút giây hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải giữ gìn những ranh giới nhất định và đừng có vội vàng buông bỏ nó. Giữ vững lập trường thực sự là điều cần thiết với bạn trong thời gian này. Phe từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy hãy chứng minh năng lực của mình bằng những hành động thực tế từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên cởi mở hơn trong tiếp thu ý kiến của người khác. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, tình cảm lứa đôi được ngọt ngào, hạnh phúc. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, bạn thích nghi với hoàn cảnh khá nhanh. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 78, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy đây là cơ hội tuyệt vời để cho bạn tuổi mùi nắm lấy những thách thức mới cho mình với những trải nghiệm mới và bạn thể hiện bản thân mình thật tốt nữa. Tinh thần ganh đua của bạn hẳn nhìn sẽ có được sức mạnh nhất định nếu như bạn biết khám phá nó. Và ngày này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày của thổ mộc xung khắc cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, công việc của bạn diễn ra ngoài dự tính, bạn muốn mọi thứ có tổ chức nhưng chưa biết sắp xếp mọi thứ như thế nào. Thêm vào đó, mọi người chưa tìm được sự đồng thuận với nhau, khiến cho những kế hoạch của bạn gặp nhiều khó khăn. Cần có sự chia sẻ về thông tin và kiên trì với những mục tiêu thì bạn mới có thể đạt được điều mà mình mong muốn nhé. Xem từ vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Tân Sửu, ngày này là ngày sát chủ, thiêu quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy với bạn tuổi mùi trong ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại như thế là cưới gã, xây cất về nhà cửa hay là xuất hành, khai trương hay là ký kết những hợp đồng có giá trị để tránh những rủi ro xảy ra với mình và xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim tôn trọng người lớn tuổi trong gia đình tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy đừng dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa bạn đang đi tìm sự đồng cảm nhưng không được như ý tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ vợ chồng mâu thuẫn nên nói rõ mọi chuyện với nhau tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không muốn lắng nghe ý kiến của người khác về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 29, số 60, giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thìn. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này làm cho bạn đang cuốn điểm báo sẽ phải trải qua một ngày gặp nhiều nỗi thất vọng sẽ tìm đến với mình khi với bà tuổi thân không có được sự đồng cảm chia sẻ từ phía người mình yêu thương hoặc là bạn không có được sự hỗ trợ cần thiết để hoàn thành những kế hoạch của mình đã đề ra với bạn tuổi thân cũng cần phải thận trọng tránh để bị thương tích vì các hoạt động trong ngày hôm nay nhé và ngày thứ hai này với bạn tuổi thân á, điều quan trọng là bạn đừng có thận trọng hóa mọi việc lên một cách không cần thiết khi bạn dễ chịu tác động của tỷ kim chiếu mệnh với bạn cũng không nên trần trừ nữa nếu bạn cứ không chủ động chọn cho mình một lối đi ai đó sẽ chọn họ cho bạn nữa đó nhá bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc cái điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới vấn đề về sức khỏe của bạn Tâm trạng của bạn bất ổn, với bạn chẳng thể nào được hoàn toàn nghỉ ngơi khi trong đầu của bạn luôn có những suy nghĩ vợn vơ ở trong đầu nháp Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, chú ý cách nối năng, tránh làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có sự căng thẳng. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc không nên cố chấp với quan điểm của mình. Từ vi tuổi nham thân thuộc mệnh kim, hãy tìm cách biến những thách thức thành cơ hội. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 37, số 75, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm báo với bạn tuổi Dậu cần phải hết sức thận trọng trước khi khởi động một dự án mới mẻ nào đó trong ngày hôm nay với những bất đồng mâu thuẫn chắc chắn là điều không thể nào tránh khỏi tuy nhiên với sự lạc quan vui vẻ của bạn sẽ giúp cho bạn vượt qua được những thử thách để khẳng định giá trị của bản thân mình. Và trong vận tình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc. Cái điều này cho thấy bản mệnh đang khao khát có sự yên ổn trong khi mọi thứ lại không được như vậy. Thế nên, để tránh sự thất vọng thì tốt nhất là với bạn tuổi Dậu đừng có nên kỳ vọng quá nhiều. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý tới những việc mà từ trước tới giờ bạn đang sao nhã. Nếu không, kết quả mà bạn nhận lại đó là một ngày không được vui vẻ trọn vẹn nhé. Với bạn tuổi dậu, đừng để cho kế hoạch cá nhân của mình bị ảnh hưởng trong ngày hôm nay bởi bất cứ lý do gì, dù là yếu tố quân người hay là yếu tố gì đi chăng nữa. Bạn nên giữ cho mình sự tập trung, kiên định nhất định và chủ động lập ra kế hoạch cho những tuần tiếp theo nữa bạn tuổi dậu nhé. Về tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa mọi rắc rối rồi sẽ có cách giải quyết tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ dễ mất bình tĩnh gây gọ với người khác tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc giữ khoảng cách với những kẻ đang có ý đầu xấu tiếp cận mình tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên quan tâm tới các thành viên trong gia đình về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 63, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi thân. Từ vi tuổi tuất thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi tốt cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ cái điều này sẽ giúp cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cực kỳ là rực rỡ ngày này rất tốt cho những cặp đôi mới yêu nhau khi có được nhiều thời gian ở bên nhau để hiểu về nhau nhiều hơn còn đối với những bạn đang còn độc thân may mắn nhận được những tín hiệu tốt từ người mà mình thầm thương trộm nhớ nữa rồi hẳn nhìn với bà tuổi tuất trong ngày này, mọi thứ khởi đầu đều có được sự khuyến khích, động viên, nhưng bạn cũng đừng quên rằng có thể làm được nhiều điều kỳ diệu hơn nữa khi bạn đang gặp được thiên ấn trợ mệnh. Bạn cũng cần phải tự tin trải nghiệm, thử sức mình với những thành quả mà bạn đạt được sẽ khiến cho bạn mỉm cười hài lòng nữa nhé. Và xem tử vi ngày thứ hai này cũng cho thấy với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc làm cho bạn đang có điểm báo gia đình đang tồn tại những điều tiêu cực với những mâu thuẫn và khiến cho bạn cảm thấy vô cùng cô đơn. Cách tốt nhất là bạn hãy bày tỏ lòng mình để được hiểu và thông cảm nhiều hơn. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, hãy thử đi chơi xa một chuyến xem sao. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, có tầm nhìn xa trông rộng, dẫn dắt mọi người. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, nhận được sự khâm phục, tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh Kim, mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp, tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, không nên đầu hàng khi mới gặp khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 59, số 90, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Tuất. từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân chia chở. Cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi hợi dễ dàng điều phối được các mối quan hệ của mình để có lợi nhất cho chính mình cũng như là mọi người xung quanh. Bà tuổi hợi nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ họ vì bạn luôn làm mọi thứ bằng cái tâm trong sáng của mình nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi hợi, hãy để cho những hy vọng, những mong muốn của mình được những người phù hợp biết đến và với bạn sẽ thấy được những phần thưởng bất ngờ mà người khác dành cho bạn trong ngày hôm nay với sự chia chở của thực thần chiếu mệnh. Với bạn tuổi hợi, cũng đừng giấu những mong muốn riêng của mình, nếu không, cái mà bạn nhận lại được chỉ là những thất vọng mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho những kế hoạch để cải thiện về sức khỏe của bạn sẽ được thực hiện. Với bạn tuổi hợi nhận được sự chỉ dẫn phù hợp nhờ đó mà, việc duy trì, tăng cân, giảm cân, giữ cân theo mơ ước của bạn sẽ dễ dàng thực hiện hơn bao giờ hết, cũng như là cải thiện về sức khỏe của mình được tốt hơn nhé về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên tạo cơ hội cho người khác thể hiện quan điểm của mình từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim công việc tiến triển được thuận lợi không gặp phải điều gì rắc rối từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nhân duyên nở rộ nhiều người yêu mến và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 38, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào.